Hello anh em nhá, tôi đã lên đến sân bay. Anh Thành lấy đồ đây. Đây là viên Topaz. Em quay video ở nhà rồi. Giờ lên. Chương trình marketing thôi. Và thôi gọi là để anh lấy. Để anh xem ok không. Anh đeo thử thế nào. Chắc chắn là phải vừa rồi. Em xem cái nhẫn này của anh ạ. Cái viên này của anh cũng là viên Topaz. Topaz nhưng mà nó không... Đúng rồi, độ sáng nó không được đẹp, nó không được sáng. Do cái cắt mài đấy nhỉ. Anh thử đeo lên con giữa xem nào. Con giữa thì lại hơi chật. Hơi chật hả? Để xem, đeo con giữa đẹp hơn. Vì nhẫn chủ mà. Tạm đeo này. Còn cái chỗ này nhá, em chỉ cho, ví dụ nay em gửi cho thêm cái để phòng trừ việc mình sẽ ấy ra ấy. Cái gì? Để tí, em. Cái này thực ra cái nốt lòng thì nó sẽ đẹp thêm. Đúng rồi. Nhưng nó gặp một vấn đề là vệ sinh nó khó hơn xíu. Thôi được. Thôi rồi, tạm như này nhá. Này thì nó thoáng cái tay. Thế còn thế này, cái chỗ này á, nếu mà sau mà anh thấy anh cứ đeo con này em chỉ cho. Cái chỗ này anh đeo không đeo ngón mà anh định đeo á, nó bị lỏng một xíu nhá. Thì bây giờ có cái phương án này. Để xong phòng trừ em sẽ về em sẽ gửi cho anh cái keo, nó gọi là keo AB trong ấy, trong vắt trong suốt, anh trộn anh quét một phát ra đây cho nó thêm một xíu này, anh đeo vào là vừa, hôm nào béo lên thì lại lột cái keo ấy ra. Được, đây, em gửi cái đấy hoặc là đeo cái ok được. vâng rồi. Tiện hai cái đúng không? Okay. Đây, để trong đấy là giấy tờ của anh rồi. Anh xem em không biết là bao tiền đâu. cho đây. Không để ý. May quá hai anh em mà trốn được vào cái làn giữa. Đây là cái giấy kiểm định của viên đá này. Đây giấy kiểm định sau sản xuất này. Đấy. Còn một cái phiếu nữa thôi. Thì nó còn 10 12 sao? 12 triệu. Anh ở trong huyện nào của Dũng. À, chị Yên Dũng. Yên Dũng nhà anh có cái món cà ra đấy. Thế còn sao anh ở trong Sài Gòn à? Đúng rồi, ở trong Đồng Nai. À, Đồng Nai. Ở Biên Hòa. Đồng Nai. Và, hôm nay về ở quê chơi. Dạ. Về quê chơi thì tiện là lấy luôn chứ không tại nếu mà ship ấy thì đúng rồi, nó mất thời gian thì tiện em chạy lên đây nó... em thì ở văn phòng em lên đây có khoảng 30 cây thôi mà chạy tầm tí tới thì tiện đi chơi luôn. Ship thì nó ship về về dưới nhà cũng được. Dạ nhưng vâng. Mà